Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá tới game đầu tiên nha. Shadowfire Arena. Let's go. Ok. Solo giống nhau, ok. Rồi hai. Let's go. Tiếp tục nào, solo với anh chàng cuối cùng. Rao 3. Frost. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Shadow Clive. Story, Chapter 1. Xem có phải nâng cấp gì không? Okay. Boss. Boss.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Stickman Dragon. Let's go. Tap to play. Tiếp tục nào. Wow. Oh my god, rất đông luôn. Đừng tự chiêu thôi. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư, Shadow Fight 3. Ok. Rồi, và mình sẽ phải xem nên dùng kiếm hay giáo đây. Chọn 81 đi, ok. Start đua. Let's go. Fire. Fire.
Round 2. Tiếp tục. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Shadow Fire 2. Let's go. Ok, round 1. Fire. Round 2. Ok, mình sẽ lùi lại luôn vào này. Fire. Lại tiến luôn. Wow, oh my gosh. Ok, mình sẽ cố gắng thắng anh chàng này. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Shut up dear. Let's go. Come on.
chim này khủng long này rất là to, rất là cao luôn, bay cao thôi. Ok. Sói à? Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang được cái tiếp theo. Shadow Clive. Let's go. Tập trung lên. Skin. Level max. Let's go. Wow, screen này rất là đẹp luôn. Awesome. Và mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Cyberfire.
Let's go. Nhảy thôi, tiếp tục vào. Bắt đầu đến những cái lính nhỏ. Nhưng mà những cái lính này bắn rất là đau. Và rất là đông luôn. Mình còn 65% máu thôi. Nhưng mà không sao. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.